mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với bài giới thiệu sách của em. Em tên là Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 2A5, trường tiểu học Tam Phước 3. Đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến, chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Em xin giới thiệu cuốn sách này, Khám phá thế giới diệu kỳ loài ất, của tác giả Mafe Ferguson Delano, do nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành. Sách dày 32 trang, phủ 20.5 x 20.5 cm. Có in hình một chú ếch màu xanh, mặt sau có in những cuốn sách có trong bộ khám phá thế giới diệu kỳ như bươm bướm, cá heo, hành tinh. Được in màu hoàn toàn với dạng chữ màu đen rất dễ đọc. Lật từng trang sách là hình ảnh những chú ếch khác nhau. Có chú đang ngồi chễm chệ trên cành cây hoặc vùi mình dưới lớp cát nóng. Có chú đang phóng chiếc lưỡi dài để bắt con mồi. Có biết gì về cuộc sống của những chú ếch không? Hiện có hơn 5.000 loài ếch như ếch bay, ếch thủy tinh, ếch rêu. Chúng sống ở khắp nơi trên trái đất ngoại trừ Nam Cực. Điều kiện cơ bản quyết định sự sống của loài ếch là từ 25 đến 280 độ C. Đó chính là lý do mà loài ếch không sinh sống ở những nơi quanh năm có nhiệt độ thấp. Ăn các con bọ, nó bắn chiếc lưỡi dính của mình để chụp bắt côn trùng, quay qua kéo con mồi vào miệng và nuốt chửng. Ếch là loài ăn tạp, thường là nhện sâu, chúng cũng sẽ là con mồi của chim rơi, rắn chuột, thậm chí cả gấu nữa. Càng có màu sặc sỡ thì càng độc, chúng ẩn mình trà trộn vào môi trường xung quanh. Loài ếch có thể làm cho màu da của mình thay đổi tùy ý sao cho phù hợp với môi trường, sống giống các loài khác như rắn, tắc kè. Chúng phồng họng lên như quả bóng bay để tạo ra âm thanh. Có loài kêu to đến nỗi cách 1 km vẫn có thể nghe thấy. Hiện giờ, quyển sách đã có mặt ở thư viện trường tiểu học